Everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với này là chất lượng bên nào ngon, chất lượng tính năng ưu tiên lại khẩu hiệu. Ok, để vô coi cái nào ngon ta, cái trước ngon hay cái này ngon. Ok, hình như là cái này ngon à, không biết cái nào ngon luôn. Ok, rồi nó méo lót luôn, vậy là cái kia ngon hơn rồi. Đậu xanh đó. Ok, để không tí. Nó phải lót cho nó cái hiệu cái nào ngon nhất cái đã. Ok đấy, nó nè. Hello anh em. Ok, thì sau một thời gian chúng ta chơi game thì hôm nay Heo đã mượn được một con ạc đang ở server test cho các bạn vô ngó ngắm nghí hả? Nào, lên thần ma nào bầu ơi! Đó! Mày chạy đâu mày cho hót? Đó! Úi dồi ôi! Đã chưa? Đấy anh em ơi! Một em mu à! Trên gì ma kiếm mát 5 trên nền của MU á. Ok, đó nổ nữa không, chắc không đầy nổ nữa đâu. Nhưng mà con này skin để ra thần ma coi có thần ma nào mới không. Quyển hóa Mura, ôi ở đây có nhiều thần ma quá nè. Ủa ở bên này là thần ma bên bảng bên kia mà bọn. Rất nhiều luôn. Ủa mà cái này làm sao lấy ta? Không biết trên shop web có bán cái này không ta? Ok, để tí đi. Bet, chúng ta cũng có những con bet mới luôn. Oh man. Wow. Ok bầu ơi, ngộ không phiên bản ấy luôn. Wow. Phiên bản mới Halloween luôn. Ok bầu ơi, bet có con nào mới không nè? Ôi rất nhiều luôn, chắc có rồi. Wow. Ôi có những con bet mới luôn, nhìn quá ngầu, quá ngon, quá đặc trưng luôn các bạn à. Đấy, ok là rồi ơi, ngon. Ôi Minecraft luôn nè. Ôi. Game Battlebot đồ này nọ nè. Rất nhiều luôn. Ôi. Ôi không biết nhận không? Thời trang Nguyễn Hóa UTR VIP hả? Wow, đây đang có cây trên tay là cây UTR VIP này các bạn ơi. Đó, đây nâng full luôn. Ok, còn nữa anh em ơi. Ta đang coi UTR mà. Đây. Tính ra cây cánh cung này cũng không ngon lắm nha. Cây cánh cung này thì nó không thơm rồi. Cây hồi nãy thơm hơn. Nhưng tiện tay thì nâng nó lên luôn. Ok. Rồi kế bên là cây này. Cây này luôn. Ôi có bản mới nè anh em. Ui cháy bắp nướng. Oh man, rất nhiều thần binh mới luôn. Wow. Ok bầu ơi, rất nhiều thần binh mới luôn. Hồi nãy là chúng ta tới bắp nướng rồi đúng không? Cái này cũng xấu. Cái này cũng xấu. Ôi, quê kem. Wow, chưa bao giờ chúng ta thấy được cái cây này luôn ta. Oh my god. Good luôn. Rồi. Còn nữa, vậy thôi chúng ta. Cây này cũng đẹp, cây này mấy bản bình thường có nè. Ok. Đang lên những bản cao hơn. Wow, thời cổ đại đồ ạ. Cây đó cũng ngon đó anh em. Wow. Ok. Đó, cây này cũng thơm bơ nè. Ôi, vậy thì tính ra chắc cánh nó sẽ có những cái bộ cánh mới rồi. Đâu, cánh này không mở được à. Cánh này xấu, cánh này không đẹp. Cánh thì cũng mấy bộ cánh ngày xưa. Ok, lấy cánh này đi quá. Cánh này nhìn nó ngầu hơn. Cánh này cũng được, nhưng mà không
còn lắm. Ồ, vậy là nó ra cập nhật nhiều lắm luôn á. Cái này là vô song, là mấy cái cánh, mấy cái bản đang có trên thị trường nè, lên bộ tuyệt thế là nó mới VIP nè anh em ơi, rất nhiều luôn. Ôi là trời đó. Ôi cái này cũng ngon nè. Lập cái này đi. Rồi cái này thời trang UR tuyệt thế tuyệt VIP đồ. Một số bộ nó sẽ bị lắc, nó lót méo được đó nè. Ok, đó cũng nhiều bộ mới lắm nha. Cướp biển lùng KBB bộ cũ. Ôi cái bộ này nó không lấp lánh. Mấy bộ mà mình thấy nó, mình chấm nó rồi, nhưng mà đó như bộ này thì nó không lấp lánh nè, không có hiệu ứng. Ở đây nè, bộ này cũng ngon nè, mà méo không có hiệu ứng. Đây, ok, các bạn biết tại sao heo chấm nữa không? Hôm nào chơi trên điện thoại thì chắc là sẽ biết ha. Nhìn to quá mà. Ok. Sách có sách mới luôn hả? Wow, quyển sách của quỷ ư. Mấy cái quyển sách dưới này là mình biết rồi, số bản là mình đã thấy rồi ha. Ok. Còn quỷ này cũng chưa thấy nè. Wow, đống này cũng chưa nè. Ôi, rất nhiều quyển sách mà mình chưa bao giờ thấy luôn. Ngon. Ôi, nhưng mà ta vẫn chọn cái này mới nhất. Wow. Amazing, good job anh em ơi. Phải đổi cây cung lại chứ. Cung thì nãy mình đổi cây nào quên rồi ta. À, bắp nước. Đây. Đó, trời ơi, ngon lành liền. Hợp lý quá trời. Ok, đến với thông tin server cái đi ha. Giờ để cho nó tự đi đánh boss đi. Ok, đây. Ma kiếm H5 cái mở X1 Long tinh nhận quà hot hả? Thời gian mở server 10 giờ ngày 15 tháng 9 ha. Có Tân Hữu 1, 2, 3, 4, Fit God Long tinh 5 triệu kim cương, danh hiệu nông dân 1, like share comment thả ga nhận quà nè. Đó, tỷ lệ nạp Momo ATM khuyến mãi 100%, cạc khuyến mãi 80%. Đây, chính thức ra mắt 10 giờ ngày 15 tháng 9 nha các bạn ơi. Đó, tặng VIP 10, ớt VIP 10, thời trang và 10 triệu kim cương. Đó, ngon lành cành đào, trời ơi. Giờ không hít thì vô đổi vũ khí mới, đúng không? Giờ không hít thì giờ vô đổi, không hít đổi cái kem. Cây nãy mình đăng lên đâu rồi ta? Không phải cây này. Cái nào nãy quên mẹ nè. Đây. Trời ơi. Rồi giờ mình đổi lại nhân vật luôn. Nhân vật. Đổi con này coi chút nó ra là thấy cái gì. Đây cánh. Cánh thì giờ nãy thấy cái cánh ngon. Cánh này cái không đẹp đâu. Cánh này lấp la lấp lánh nè. Đách thì hỏi đổi. Cái áo đó nó không có hiện hình lên xanh nữa. Bộ này không? Bộ này cũng được nè bộ. Đó, trời ơi. Tại sao nó lại hợp như vậy? Đấy, ok, đến với web đây. Web viết có đậu tương nữa. Đây, cửa hàng nè, đang nè các bạn. Không biết là có ảo hóa đồ trên này không? Không rồi. Rồi, vậy heo cũng không biết là cái kia nó nằm ở đâu luôn. Đang chuyển sinh dưới 15, 10 độ. Ok, rồi. Giờ để tạo ạc mới vô nhập code thử coi nó ra sao nha. Đợi heo tí nào. Rồi, đây là ạc mới này nha. Nào, ạc mới. Tạo đại một cái ạc nào đó. Ok. Rồi, nhập code luôn nha các bạn ơi. Đâu rồi, đây. Code thì nãy chúng ta coi là chúng ta thấy nó có 4-5 cái code gì đó. Ok, đó, hai túi quà. Ba vé 150 tệ là được 450 tệ. 450 tệ nạp rồi.
Ok luôn, nhập hết 4 code vô luôn nha. Vì thời gian có hạn đó, nhập hết vô đi rồi đi lụm sau. Đây, event lụm quà. Lụm 5 triệu. 10 triệu. Rồi 1 rương. Rồi 2 rương. Còn nữa không? Hết rồi, hết rồi. Đây, cắn 450 tệ nè. Xong. À, đây có chọn thần ma đồ luôn. Ồ. Đây chọn thần binh sách đồ nè. À. Ở đây chọn cánh và thời trang. Ở đây chọn ở đây chắc mình ở đây chắc chọn vũ khí đi. Ok ok, ở đây sẽ chọn vũ khí nha. Hả? À, được chọn, được chọn. Ngon. Rồi, ở đây thì quan được đây. Ở đây chọn sách nè. Sách hả? Bét nè. Bét đi. Ok. Rồi, ở đây thì chọn thần ma rồi. Thần ma là quên mẹ nó là... Ôi, còn nữa nè. À, không, không, không. Nạp đầu. Ok, ôi lên ớt bíp 10 nè anh em ơi. Wow, ngon, ngon lành cành đào. Rồi ơi. Được, duyệt nha. Bản này thơm nha. Anh em có chơi thì có thể kéo xuống phần mô tả nha. Update nhiều bet mới, thời trang, thần binh đồ ha. Rất rất nhiều luôn. Đó. Vô là cho tặng skin UR đồ luôn nha. UTR đồ luôn nha. Mà cho chọn luôn nha, rương chọn luôn. Chứ không phải là bắt buộc, bắt ép anh em chúng ta chơi con nào là ra con đó nha. Đó, nạp 450 tệ. Lên Master VIP 10, S VIP 10. Đó, thần binh thời trang đồ. Giờ là chỉ việc chạy thôi chứ còn làm gì nữa giờ. Ok nha, rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đó, mở thần binh thời trang, thần ma gì. Đây để tôi vô tôi coi lại coi. À, con này là nó có wow rất nhiều luôn. Ồ. Mấy con này thì mình chưa có mở được đâu. Tôi vẫn quan tâm bên này hơn. Ok. Đi kiếm cái con đó hình như là không ra, con người tuyết đồ này nọ. Ở trong rương nó có không ta? Khoan. Không rồi, trong rương thì chắc là mở được con này. Ừ, rồi. Này đá. Thần binh thời trang đồ, ok. Muốn mở nào mở tùy. Rồi, rồi. Để coi ảo hóa. Đây, một cái, hai cái. Mở con này là bỏ con thời trang rồi đó. Đậu tương đó. Rồi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Ok, bye bye. Đó, ôi giời ơi, quá mạnh.